xinh thế này được giá lắm đấy. Tránh xa tôi nào. Mẹ xin lỗ. Chó không đi à, ta lấy roi chọc vào đi. Chó, chó đứng dậy. Đã cần mỡ, đã cần bơ, yêu không cần cớ. Cần nhớ cơ. À, ta là Lý Tiểu Lô đến bảo vệ cô chủ A xin ạ. À, mày là bắt đồ của tao. Chào cậu. Chào, tôi là Khôi Nguyên. À, tớ tên là Vi, học sinh mới. Xinh thế này được giá lắm đấy. Tránh xa tôi nào. Ta là Lý Tiểu Lô đến bảo vệ cô chủ Ha xin ạ. Ngươi đó là vệ sĩ lô. Báo cáo cô chủ hát, vệ sĩ lô có mặt. Gia đình tôi đã bảo vệ cô chủ 18 đời nay rồi, đến đời tôi vẫn một lòng trung thành bảo vệ cô chủ. Được, vì anh đã cứu mạng tôi, thế nên là tôi sẽ thu nạp anh. Tuân lệnh. Đi theo tôi. Đi. Đi. Vệ sĩ lô. Vệ sĩ lô. Vệ sĩ lô. Vệ sĩ lô. Nắng sớm lên rồi, dậy đi thôi đã trưa rồi à. Ôi, mày mà ngủ thêm nữa là lỡ à. Mày nói bé bé cái mồm đó. Hàng xóm nghe thấy bây giờ xấu hổ chết đi được đấy. Tại sao mày con gái con đứa mà mày ngủ trương là như lợn ấy? Mà tao nói cho mày biết nhá, mày nằm ở giữa ghế đá đồng không mông quạnh này, nhỡ là đứa nào nó làm thế nào? Mày im mồm đi không? Nói nhiều quá. Ừ, thì cái việc của tao ấy, mày giả dặn tao là làm vệ sĩ thì phải làm đến nơi đến chốn. Tao làm đến nơi đến chốn đấy còn gì nữa. Sáng ra đã bắt cái con hãm này này, bắt tao dắt mày đi mà nó lại còn coi mình không bằng một con chó chứ lại. À. Có cách rồi. Đi chăn trò, cầm cây roi thật to. Trò không đi à, ta lấy roi chọc vào đi. Trò đi, đi luôn. Đâu, đứng lại, đâu. Ôi, đồ ơi. Đồ ơi. Mày ở đâu? Đồ ơi. Ôi đồ ơi là đồ ơi. Mày đi mất thì tao lấy đâu ra mà đền. Nó mà đền lão thì tao phải làm sao à? Đồ ơi là đồ ơi. Ô, mày là mất đồ của tao. Mất đâu mà mất. Tới rốt cuộc tao bảo mày đưa nó đi vệ sinh. Nó đâu rồi? Thì nó đi vệ sinh rồi. Mày đưa nó đi vệ sinh. Mày, mày đứng đây. Thì tao không đứng ở đây, tao đứng ở đâu? Tao hỏi mày nhá. Con chó của mày nó là giống được cái giống cái. 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 Thì nó đi vệ sinh là phải kín đáo, cũng như mày.
mày đi vệ sinh thì mày đi kín đáo hay là mày dạng tè he ra cho tao xem? Tí nhiên là kín rồi. Ừ thì đấy, nó là giống cái thì nó cũng phải đi kín đáo, thế nên tao mới lạc mất nó. Mà mày nhá, tự nhiên mày bắt tao dắt nó đi làm gì? Mày với nó đều là giống cái, mày không dắt nó đi, mày dắt tao đi thì tao chả làm lạc. À, mày còn giấu mày đã chết rồi. Thôi mày từ từ để tao còn nghĩ cách chứ. Nhìn có cách rồi. Cách gì? Có phải là mày rất thân thiết với con đồ đúng không? Dĩ nhiên rồi. Mày có thể ngửi thấy mùi của nó từ xa đúng không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ á, nó có trộn với rượu mẻ mắm tôm á, tao vẫn nhận ra. Đấy, trộn với giềng mẻ mắm tôm à? Nhiệm vụ của mày bây giờ là phải ngửi phân của con đô. Cái gì cơ? Trời ơi, ngửi phân đó. Cái gì? Sao lại ghê tởm? Kinh cái gì mà kinh? Kinh thì tháng nào mày chả về. Thế bây giờ muốn ngửi phân con đô để tìm thấy nó, hay là muốn lạc mất con đô? Ngửi đấy. Mùi phân chó mà mày cũng ngửi ra được. Mà này, mày cũng ngửi thấy cái mùi gì không? Thối là mà thối. Cái mùi đấy tao ngửi suốt mà. Mà mỗi hôm mùi lại khác. Thế mà mày vẫn nhận ra được là mùi đâm thịt. Phải công nhận mũi mình kính thật đấy. Này. Làm tê không biết. Này, cặp bà của tao ơi. Này, cặp bà người đi giữ nhá. Này nhá, mày là vệ sĩ của tao, thế mày phải xách cặp bà tao chứ. Mà mày tưởng ai cũng có cái niềm vinh dự được xách cặp cho người sinh như tao ạ? Sinh á? Ừ. Thế đây đây, mày có mày sinh như lợn. Mày bảo ai là lợn? Ờ, thì không mày sinh như lợn. Thì làm quái thì có con lợn nào mà nó xấu như mày. Mày, mà có vẻ như là tao đang xúc phạm loài lợn. Mày. Chào bé. Dạ em chào anh ạ. Chào cậu. Ừ, chào. Tôi là Khôi Nguyên. Lô. Rất vui làm quen cậu. Ok. Ra đi học thôi. Nhanh cái chân lên. Dừng. Này, mày khép ngay cái miệng lại chứ không người ta lại bảo tao đi với con dở người. Tao vui tao mới cười chứ. Ôi, cuộc đời đúng là một màu hồng. Hồng cái gì mà hồng? Tao suốt từ sáng giờ đi cùng mày tao chỉ thấy mệt thôi, chả có vui cái gì. Mà tao nói cho mày biết nhá, người ta chỉ thấy cuộc đời màu hồng khi người ta đang yêu đấy. Ủa, sao mày biết? Tao cũng biết là tao cao to, đẹp trai, hào hoa, phong độ. Thế nhưng mà tao với mày mà yêu nhau thì... Mày nằm mơ đấy à? Mày nhá, làm vệ sĩ cho tao được.
Chứ còn bạn trai á, còn lâu. Tao thích người khác cơ. Cái gì? Người khác á? Này, mày phải giúp tao cưa đổ anh ấy đấy nhá. Tao không biết. Mày là vệ sĩ của tao cơ mà. Mà vệ sĩ thì phải có nhiệm vụ là phục vụ chủ nhân. Nghe rõ chưa? Mày suốt ngày lên giọng. Đấy là cái việc của mày nhá. Còn cái việc của tao, tao không biết. Lô, giúp tao. Tao không biết. Không giúp đi mà. Lô. Tao không biết đâu. Lô, giúp tao. Ừ, lô. Thì giúp. Thôi Nguyên, đừng ạ. Lô có chuyện muốn nói với Nguyên. Chuyện gì? Nhanh đi. Làm người khác hồi hộp, như kiểu người ta sắp được tỏ tình không bằng ấy. Thì chuẩn bị được tỏ tình chứ còn gì nữa. Đi. Sao cơ? Đi. À, tớ kể lại. Chuyện gì? Chuyện là như thế này. Đi vào đấy, ngồi đây. Chả là cô Hà ấy. Hà? Là cô chủ của cậu phải không? Muốn gọi như thế nào cũng được. Tóm lại cô chủ Hoa xinh đẹp của tôi ấy, là một người xinh xắn, thùy mị, nết na, có học. Một người con gái gia giáo. Nói chung là hoàn mỹ. Trên đời vẫn còn người hoàn mỹ thế á? Đây. Má, duy nhất là có một cái điều này mà tôi nói cho cậu là cậu cấm có được nói cho ai nhá. Cô chủ tôi là thích ăn hạt mít. Mà cậu biết rồi đấy. Cứ ai mà thích ăn hạt mít là đánh giấm thường rất là thối. Mà ngoài đánh giấm thối ra, chân tôi gì đâu, cô chủ tôi còn bị hôi nách nữa. Đánh giấm thối? Ừ. Lại còn hôi nách á? Ừ. Khiếp. Ừ. Sao lại khiếp? Đấy là tôi thì tôi quen rồi, còn cậu thì mới thì chưa biết thôi nhá. Cái lúc nào mà cô chủ tôi tỏ tình với cậu ấy thì nhớ là phải bịt mũi, không là phải nín thở, không nhỡ cấp cứu ra đấy thì chết nhỉ. Trời ơi. Thế mà cậu bảo là hoàn mỹ. Hoàn mỹ thế thì còn gì nữa. Cô chủ tôi đánh giấm nhá, không bao giờ thèm đánh xịt luôn nhá. Chưa kể là cái lúc mà cô chủ tôi xay thịt nhé, để làm xúc xích tặng cậu ấy. Ê, cô ấy cũng ngồi bẹp xuống cái xô thịt đánh giấm đến bùm một cái. Mà âm thanh sống động, tiếng nó thanh thoát thế đấy. Mà nhá, nói chung là cô chủ tôi là gì, cái gì cũng tốt. Thế nên là cậu phải chuẩn bị tâm lý, tinh thần để là cô chủ tôi tỏ tình nhá. Rồi, chị đâu? Cách xa 2 mét. Tôi thích cậu. Trời ơi, vừa hôi vừa thối như cậu. Vừa hôi nhách, vừa đánh giấm thối. Mà nghĩ thì tỏ tình với tôi á, của cậu cả. Này, cậu bảo ai là hôi nhách với cả đánh giấm thối à? Tôi cứ tưởng cậu phải hoàn mỹ lắm cơ. Anh đời, vừa thối vừa hôi. Cậu nghĩ cậu đủ trình để làm đối thủ với tôi chắc? Đối thủ? Hai cậu làm vệ sĩ cho tôi đi. Tôi vừa không đánh giấm thối này, vừa không hôi nhách này, lại còn tốt tính này. Và điều quan trọng nhất, đó là cái bóng to đùng cơ. Men thế mà lại bóng á? Mà bóng là như nào cơ? Bóng là như từng đáng cân mỡ, bắp cân bơ, yêu không cân cớ. Cân nó cơ. Ơ Hâm à? Nhìn đi mà nhìn. Nhắc cái mặt, bực cái tính cách. Nhìn cái cây. Tưởng là trai xịn, hóa ra rõ là đẹp trai. Này,
Mày định ngửi hết mùi phân ở nhà vệ sinh hay sao mà mày trong đấy lâu thế? Mà cái mặt mày lại dùng cái nước hoa mùi nhà vệ sinh à? Ở trong nhà vệ sinh thì chẳng có mùi nhà vệ sinh, không lại có mùi bếp à? Tại mày ấy, tại cái thằng vệ sĩ cỏ đỏ nhà mày ấy. Dọn nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ, không biết có người đến đồ này. Thì đấy, công tư là phải phân minh, ái tình là song phẳng. Mà cũng tại mày, thì tao vốn dĩ là sao đỏ, thì cái nhiệm vụ ở trường tao phải hoàn thành tốt chứ. Mà cái mặt mày ấy, sao? Ai bảo mày mặc đồng phục sai quy định? Sao? Mày còn phấn son loè loè làm gì? Ôi, xin thế. Cậu ngồi đi. Này, bạn gì ơi? Bạn tên gì đấy? Tớ tên là Vi, học sinh mới. À. Nhưng mà cậu tên là gì? Tớ là Lô. À. Ôi, đang yên đang lành. Sao đau bụng ấy nhở? Lô. Gì? Cứu tao. Này, thế sao tự nhiên mày lại đau bụng? Ôi. Sao cả cuộc đời mày chỉ ăn mỹ thôi à? Không phải. Tao đau bụng đến ngày. Ngày gì? Tao có thấy ngày gì đâu. Cậu đau bụng đến ngày con gái á? Ừ. Mà tớ quên mang đồ rồi. Tớ chết. Nên là cậu ngồi đây đi, để tớ đi mua cho. Không. Cậu ngồi xuống đây. Mày như cậu sao phải làm những cái việc này? Tớ vệ sĩ rồi. Lo. Dạ. Đúng lại đi mua băng vệ sinh này. Cái gì? Tao phải đi mua băng vệ sinh cho mày á? Chứ còn gì nữa? Gì? Ê. Đúng lại đi mua đi. Bình thường đi mua làm gì? Hôm nay bị đặt ngại à? Nhớ là đừng có mua mấy cái đồ đều như lần trước ấy nhá. Mua loại mềm, có cánh, chống tràn, nhớ chưa? Đứng lại, mua đi. Đi đi. Ôi. Này. Ôi nhưng mà đau quá. Ui. Làm gì mà bắt nạt nó ghê thế? Kệ nó. Ừ. Mà ui, trường cậu rộng nhở? Rộng á? Ừ. Bé cái mắt mũi ấy. Bé gì nữa? Làm sao mà bằng thành phố cậu kia, kia. Mày lâu đấy nhở? Đây, đúng loại mềm, có cánh, chống tràn. Này, tìm hiểu kỹ chưa? Kỹ thì sao lại không kỹ? Đây, cái loại này là sinh ra chỉ để dành cho mày. Mày!